Hoàng Lan xin chào quý vị khán thính giả kênh Quán Gió. Củ khoai lang là món ăn dân dã, rất gần gũi với văn hóa ẩm thực của người Việt Nam chúng ta. Khoai lang là một loài cây nông nghiệp với các rễ củ lớn, chứa nhiều tinh bột và có vị ngọt, là loại củ có nhiều chất dinh dưỡng. Củ khoai lang thường được luộc, rán, nướng hay làm bánh. Chúng cũng được chế biến thành tinh bột và có thể thay thế một phần cho bột mì. Các lá non và thân non cũng được sử dụng như một loại rau. Trong công nghiệp, người ta dùng khoai lang làm nguyên liệu sản xuất tinh bột và cồn công nghiệp. Video hôm nay Hoàng Lan kể về sự tích cây khoai lang. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Ngày xưa, ở bìa rừng nọ, có hai bà cháu nghèo khổ sinh sống. Hằng ngày, hai bà cháu phải đi đào củ mài để ăn. Một hôm, cậu bé nói với bà: "Bà ơi, bây giờ cháu đã lớn, từ nay trở đi, cháu sẽ đi kiếm củi đổi lấy thóc giống và cây lúa để có gạo nấu cơm cho bà ăn. Ăn củ mài mãi thì khổ lắm." Từ đó, cậu bé cấy cày và chăm chút cho nương lúa của mình. Nhìn cây lúa trổ bông rồi chín vàng, cậu sung sướng nghĩ: "Thế là bà sắp được ăn cơm rồi." Nhưng chẳng may, một hôm cả khu rừng bị cháy thành tro. Cậu bé buồn quá, bưng mặt khóc. Bỗng có một ông bụt hiện lên và bảo: "Hỡi cậu bé hiếu thảo chăm chỉ, ta cho con một điều ước, con hãy ước đi." "Thưa ông, con chỉ mong bà của con không bị đói thôi, bà con giờ già yếu lắm rồi." Ông bụt gật đầu và biến mất. Buổi trưa, cậu bé vào rừng đào củ mài nhưng kiếm mãi cũng chẳng còn củ nào. Đến vài cái nấm, chút rau dại hay khóm măng cũng chẳng có. Bỗng cậu bé đào được một củ gì rất lạ. Ruột nó màu vàng nhạt và bột mịn mềm. Cái củ đó cũng bị lửa rừng hâm nóng và tỏa mùi thơm ngon hấp dẫn. Cậu bé bẻ một miếng nếm thử thì thấy vừa bở vừa ngọt. Cậu bèn đào thêm mấy củ nữa đem về mời bà ăn. Bà cũng tấm tắc khen ngon và thấy khỏe hẳn ra. Bà hỏi: "Củ này ở đâu mà ngon vậy hả cháu?" Cậu bé hào hứng kể lại câu chuyện được gặp ông bụt cho bà nghe. Bà mừng rỡ nói: "Vậy thì thứ củ này là của ông bụt ban cho người nghèo chúng ta đấy. Cháu hãy vào rừng tìm thứ cây quý đó đem trồng khắp bìa rừng bìa suối để cho tất cả người nghèo đều có cái ăn." Cậu bé vâng lời bà vào rừng tìm dây khoai và đem nhân giống khắp nơi. Từ đó trở đi, người nông dân nếu muốn trồng khoai chỉ cần cắt dây vùi xuống đất và chăm bón thì tới mùa sẽ thu hoạch được rất nhiều củ. Và cho đến bây giờ, khoai lang vẫn được nhiều người yêu thích.